ở đâu? Anh xin chào Dung và Thu. Dạ, động lực nào mà em lại có mặt tại Thác Mơ? Em thì nghe mọi người nói Thác Mơ ở Quảng Yên đẹp, nên là hôm nay em tò mò em đến em thưởng thức cảnh đẹp ở đây thôi. Bởi vậy em có một cái gì đấy rất là giống anh. Thế là anh em biết làm nào đây? Cảm ơn Dung và Thu. Giới thiệu với mọi người, đây là thác Hoa Sen của Thác Mơ. Chúng tôi đã có mặt ở đây là cũng là do cái sự đam mê muốn chinh phục để lấy sự trải nghiệm của cảnh quan rất là hùng vĩ, một cảnh quan của thiên nhiên của đất Quảng Yên, Quảng Ninh đẹp tuyệt vời mọi người ơi. Và một tay bắt hình lão luyện của truyền hình Quảng Ninh đang ở trên thác xuống. Vâng, rất là vất vả. Anh đang phải dò dò từng bước mà rất là thận trọng, không phải chẳng may mà trượt chân xuống dưới suối thì thôi rồi, coi người ướt sẽ lành. Nhưng mà một cái máy rất là đắt tiền của truyền hình thì cũng phải lên bảo trọng. Ok, tất cả các biên tập viên và MC rồi máy quay của đài truyền hình Quảng Ninh đã đưa tay con vẫy chào mọi người và xin tạm biệt. Cảm ơn.